Qua 15 năm thực hiện, Nghị quyết 382 của Quân ủy Trung ương đã tạo nên sự đổi mới toàn diện trong công tác kỹ thuật tại các đơn vị trong lực lượng vũ trang quân khu 7. Không chỉ góp phần xây dựng chính quy, thống nhất hệ thống kho trạm, nhà xưởng, nhiều sáng kiến công nghệ hiện đại cũng được các đơn vị triển khai và ứng dụng hiệu quả trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, góp phần giúp quân khu nâng cao chất lượng huấn luyện, xây dựng đơn vị chính quy, mẫu mực. Là đơn vị chủ lực của quân khu 7, phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật thời gian qua được sư đoàn 5 triển khai hiệu quả trong huấn luyện và được cụ thể hóa bằng nhiều mô hình sáng kiến như hệ thống thông minh tính điểm tự động cho bia bắn, bia chiến thuật ẩn hiện, bộ tuyên truyền đa năng sử dụng pin năng lượng mặt trời, góp phần giúp cho đơn vị nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập, cứu hộ, cứu nạn. Sau 15 năm thực hiện nghị quyết 382, để tình hình cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật, cơ sở vật chất kỹ thuật, vũ khí trang bị kỹ thuật và nề nếp công tác kỹ thuật của sư đoàn được nâng lên rõ rệt, và hiện tại thì sư đoàn sẵn sàng hoàn thành tốt các nhiệm vụ bảo đảm kỹ thuật như nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, nhiệm vụ thường xuyên, các nhiệm vụ đột xuất khác như tìm kiếm cứu hộ cứu nạn, phòng chống bão lụt. Tại các đơn vị kho, trạm, xưởng, mọi trang bị đều được sắp xếp ngăn nắp, đảm bảo dễ tìm, dễ nhớ, dễ kiểm tra. Việc vận chuyển, sắp xếp vật tư cũng được cơ giới hóa, giúp cải thiện đáng kể điều kiện làm việc của người lao động và đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ. Phong trào, nhà xe thanh niên, nhà kho kiểu mẫu cũng được các đơn vị trong quân khu triển khai rộng rãi. Ngoài những cái việc bảo đảm an toàn về cái việc chống sét đánh thẳng, chống sét cảm ứng của từng nhà kho thì đơn vị cũng đã phải thường xuyên tổ chức luyện tập các nhiệm vụ như là phòng chống cháy nổ, nhiệm vụ là tìm kiếm, phòng chống bão lụt theo từng nhiệm vụ từng tháng của trong năm để duy trì bảo đảm kỹ thuật, bảo đảm an toàn cho từng nhà kho một cách nghiêm túc, chặt chẽ. Qua 15 năm triển khai thực hiện nghị quyết 382, quân khu 7 đã xây dựng mới 7 kho cấp tỉnh, thành phố, 63 nhà kho cấp huyện, tiểu đoàn. Số nhà kho kiên cố tăng 212 nhà. Xây dựng mới nhiều trạm sửa chữa tổng hợp tại các đơn vị. Toàn quân khu có 3 đề tài và 112 sáng kiến cải tiến kỹ thuật được nghiệm thu và đưa vào ứng dụng. Trong đó, 16 sáng kiến được công nhận cấp toàn quân. Vũ khí trang bị kỹ thuật sẽ có chất lượng tốt, đồng bộ vững chắc. Nâng cao hệ số kỹ thuật cho vũ khí trang bị kỹ thuật làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu. Hệ thống cơ sở kỹ thuật sẽ được quy hoạch bài bản, xây dựng, củng cố, nâng cấp theo hướng chính quy, hiện đại, nâng cao cái khả năng cất giữ vũ khí trang bị kỹ thuật, nâng cao cái khả năng làm chủ công nghệ sửa chữa vũ khí trang bị kỹ thuật trong biên chế và cả vũ khí trang bị kỹ thuật mới, hiện đại. Điểm nổi bật trong thực hiện nghị quyết 382 của quân khu 7 là đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là các địa phương để xây dựng ngành kỹ thuật vững mạnh. Và việc bảo đảm tốt công tác kỹ thuật sẽ là động lực quan trọng để quân khu tiếp tục có những bước đổi mới, đột phá, góp phần nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu trên địa bàn chiến lược phía Nam Tổ quốc.